Xin chào tất cả mọi người. Thì trên màn hình là mình đang cân là 100 g hạt điều rang muối hàng A Việt Nam. Hàng này là 500 tới 550 hàng một ký thì mọi người có thể đếm nha. Mình xếp ra là 10 ô và 3 hạt là 530 hạt. 100 g nó là 530 hạt. Thì mọi người thấy là mình đã đếm rất là rõ. Thì khi đó cân lên 1 ký của nó là 500 tới 550 hạt thì trung bình nó là 530 hạt. Thì loại này là loại thuần Việt Nam nha. Về chất lượng thì mình luôn khẳng định là nó ngon hơn hạt điều Campuchia nha. Hạt điều Campuchia là A180, nó được cái mẫu mã là bự nhưng mà độ ngon giòn thơm béo thì không bao giờ bằng điều Việt. Thì mình luôn khẳng định với mọi người nha, tất cả những cái video ở trên cái trang của hạt điều Phúc Thịnh mình là mình luôn báo rõ cho mọi người á là chất lượng của hàng Việt vẫn là nhất. Thì khi đó mọi người có thể là tham khảo là khi mua cái sản phẩm hạt điều Việt Nam cũng như hạt điều nhất nước ngoài thì nó có những cái loại giống như là A240 là loại này của Việt Nam. Thì mình giải thích cho mọi người biết là 1 ký của nó là 500 tới 550 hạt, còn hàng A của Việt là 400 tới 450 hạt, còn A của Campuchia là 380 tới 400 hạt. Đó, mọi người thể thấy là mã của nó là gọi là A240, là khi mọi người có thể mua về về nhà sử dụng thì mình có thể biết được là mình đang ăn cái sản phẩm nào ở thị trường. Thì cái loại này á là chất lượng nhất ở trong hạt điều Việt, mình luôn khẳng định nha. Mọi người có thể thấy này, bóc lụa rất là dễ, bóc lụa rất là dễ nha, dễ bóc lụa. Thì đây là cái video chia sẻ trực tiếp của hạt điều Phúc Thịnh. Mọi người có thể đăng ký kênh để xem nhiều cái video hơn. Chúc mọi người xem được một cái video vui vẻ. Chào tạm biệt mọi người.